Xin chào cả nhà nha. Hôm nay Lân Ngô muốn giới thiệu đến cả nhà cách xây trang trí hai bức tường có trang trí những ô gió mà hình vuông và hình tam giác như thế này. Rất khó làm, rất khó xây, nhưng mà mình cũng phải làm theo thiết kế và theo bản vẽ đã vẽ ra. Nên mời cả nhà đón xem nha. Chào cả nhà nha. Trước khi mình muốn xây được hai bức tường đang đầy đó thì mình phải tính toán và làm cái khung trước để đúc trước, khi đó mới đắp lên và xây, chứ không thôi lên trên đó xây không được nha cả nhà.
Thank you.